Long cô nương, Quan ban chủ, cô còn chưa ngủ à? Quan ban chủ, mời ngồi. Quế Nhi đâu? Ra ngoài rồi. Hôm nay cũng may là nhờ cô dạy Quế Nhi giúp đỡ cho tôi. Quan ban chủ đừng có khách sáo, chúng tôi chỉ thấy bất bình thôi. Vì muốn bày tỏ lòng cảm tạ của tôi có vật này muốn tặng cho cô. Vật gì hả? Nè, qua đây, ngồi đi, để tôi cài cho. Sao hả, có đẹp không? Cảm ơn. Long cô nương, nếu như cô và Quán Nhi không xưng nhau là thầy trò thì hai người thiệt là xứng đôi. Quan ban chủ, Long cô nương, trong lòng của cô thật sự rất thương Quán Nhi hả? Dạ phải. Tại sao các người không cho quá thân với tôi? Long cô nương, trên đời này có rất nhiều việc cô không có hiểu rõ đâu. Cô và Quán Nhi quan hệ thầy trò, nếu như hai người kết duyên chồng vợ thì người ta sẽ khen thường các người cả cuộc đời đó. Cái đó đâu có sao. Cho dù là cô không ngại Quán Nhi thì sao, người ta sẽ khen thường nó đó. Suốt đời của chúng tôi sẽ ở một cái chỗ không có người nào nhìn thấy được, vui vẻ sống cho qua ngày, nghĩ tới bạn bè làm gì. Chỗ đó là chỗ nào? Đó là một ngôi cổ mộ, từ nhỏ tôi ở đó. Vậy cả cuộc đời cũng không có bước chân ra ngoài hay sao? Ra ngoài làm gì? Người ở bên ngoài tệ quá à. Còn Quán Nhi, Quán Nhi làm sao ở lâu được, nó sẽ cảm thấy buồn chán. Có tôi ở chung, không bao giờ đâu. Khờ quá. Quán Nhi từ nhỏ nó đã lang thang quen rồi, nó không thể nào ở mãi ở trong cổ mộ đâu. Một thời gian sau nó sẽ bỏ ra ngoài, tới lúc đó ai cũng khinh thường nó, nó làm sao có thể đứng chân ở trên cõi đời này. Long cô nương, cô làm như vậy không phải là hại nó sao? Quách bá mẫu. Quách Nhi. Bác đây đã tìm Long cô nương để nói chuyện thôi. Khuya rồi, hai người nghỉ sớm đi. Dạ. Nhà của Long, Quách bá mẫu nói gì cô vậy? Không có gì, đều là những chuyện không liên can. Quách Nhi à, khuya lắm rồi, qua đi ngủ đi. Sáng ngày mai chúng ta lên đường về cổ mộ. Dạ được cô Long. Nghĩ tới về cổ mộ chung với cô Long, Quách Nhi rất là vui vẻ. Cô Long, cô mãi chúng ta đi nghỉ đi. Chúng ta qua anh kia xem đi. Sư mẫu. Sư mẫu. Đại võ, tiểu võ, tụi con chưa ngủ sao? Ngủ không được sư mẫu. Đúng vậy. Vậy à? Thật sự không có gì, chúng tôi muốn nhìn xem họ có ngủ chung với nhau hay không. Đúng vậy. Không phải là chuyện của các con. Sư mẫu, không có liên quan tới chúng tôi. Nếu như hai người đó là thân phận thầy trò ngủ chung một phòng, rõ ràng là súc sanh cẩu nam nữ. Tiểu võ, bình thường sư mẫu đã dạy như thế nào, tại sao lại nói những cái lời kỳ cục như vậy? Sư mẫu à, cho dù chúng tôi không có nói thì người ta cũng chửi họ súc sanh cẩu nam nữ vậy. Đúng vậy. Còn nói, không cho các người nhiều chuyện, hãy về phòng đi. Thiệt khờ quá. Quá Nhi từ nhỏ cho tới lớn đã lang thang quen rồi, làm sao có thể nào suốt cuộc đời sống trong cổ mộ. Một thời gian sau nó sẽ không bỏ trốn ra ngoài. Tới lúc đó người ta đều khinh thường nó, nó làm sao có thể đứng chân trên cõi đời này. Lòng buồn, cô làm như vậy không phải là hại nó sao? Thank you.
Ở trên đời này, có rất là nhiều chuyện cô không thể nào hiểu nổi đâu. Cô và Quá Nhi có quan hệ gì trò? Nếu như hai người kết duyên chồng vợ, người ta sẽ suốt đời kinh người rất nhiều đó. Cô Long à, từ mở đừng nhớ tôi. Nè cái gì, cô thấy cô mặc đồ trắng không hả? Cô mặc đồ trắng, cô đi hồi nào hả? Không biết. Cô đi hồi nào hả? Không thấy mà. Cô Long, cô Long, cô Long, cô ở đâu vậy hả? Thật ra Quá làm sai điều gì chứ? Tại sao lại bỏ Quá vậy? Cô Long, cô Long, cô Long. Nóng đó ăn đi, ăn xong rồi chúng ta sớm lên đường. Được. Mẹ, mẹ nghĩ có Dương đại ca đi đâu vậy hả? Có tìm được Long cô nương không? Nè, phụ mẫu à, lo cho họ làm gì, chúng ta mau trở về Lục Gia Trang đi. Phải, sư mẫu, tôi muốn mua mấy con ngựa để đi lẹ một chút, như vậy sư mẫu khỏi cần mệt mỏi nhiều. Hay lắm. Phải. Tiểu võ, chúng ta không thể nào đi đường cái, sợ gặp phải tên lão hòa thượng. Chúng ta phải đi đường mòn, vòng qua loạn thạch cang trở về Lục Gia Trang. Nè, mau ăn đi. Sao cô đối xử với Quá như vậy? Tại làm sao? Tại sao sai lầm Quá vậy? Quá Nhi làm sao điều gì chứ? Tôi đã làm sao điều gì chứ? Làm sao điều gì hả? Quá Nam Hồ, chắc là Quá Nam Hồ. Đây là loạn thạch cang đó hả? Không sai, đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở chỗ này. Hả? Phải ngủ ở chỗ quan sơn giả lãnh này à? Phù Nhi, tình hình bây giờ như vậy con nói không được hay sao? Sư mẫu, nếu như vậy thì hãy tìm chỗ dừng chân đi. Đi mau. Nhưng mà trước khi chúng ta đi nghỉ ngơi, còn có một chuyện phải làm, đó là phải bày ra loạn thạch trận. Loạn thạch trận? Sư mẫu, tại làm sao vậy? Kim Lô Pháp Dương không có dễ dàng tha cho chúng ta đâu, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta phải bày loạn thạch trận để mà đối phó với ổng. Được, mẹ à, vậy mẹ dạy tụi con làm sao bày loạn thạch trận đi. Thank you.
đây là kỳ môn bát quái loạn thạch trận. Loạn thạch trận tuy rằng kỳ diệu, nhưng bộ pháp dương tinh thông kỳ môn độn giáp không có làm khó ta đâu. Trận của người lợi hại, bổn tọa chỉ cần lật đổ mấy cục đá này, e rằng người còn thoát khỏi kiếp này. Mẹ, chúng ta phải làm sao đây? Đừng có sợ, chỗ này là chỗ an toàn nhất. Các con đừng có rời khỏi chỗ này, để mẹ ra ngoài tử chiến với hắn. Mẹ, không phải có mẹ. Các con đừng lo, nếu tình hình thay đổi lập tức rời khỏi đây, thì đâu có được. Không có thời gian nói chuyện với các con nữa, làm theo lời dặn của ta nhớ kỹ. Sư mẫu, bổn mũi, đừng đi. Ngươi thật là đê tiện, thừa lúc ngươi có kẻ khác. Đừng nói gì. Tiểu tử gì lại là ngươi nữa? Sư mẫu à, sư mẫu. Tại sao vậy? Quá gì? Đã qua được. Tại sao tối ngày còn mang lãng giảng vậy? Ta sẽ lấy mạng tính ngươi. Phương gì mà ngài sẽ bắt dạy cho cháu? Cháu vẫn còn nhớ. Cô nếu bằng không, không thể tới đây được. Không có gì. Quá nhiên, tại sao lại tới đây được? Tìm được Long cô nương hay không? Dạ chưa. Anh đang bắt mẫu. Đêm qua bác nói gì với cô Long vậy? Không có gì. Bác không có nói gì với cổ. Không có. Phải rồi Quá nhiên. Tại sao cháu lại biết chiêu thức của đả cậu bổng mà lại không biết khẩu quyết? Dạ. Lúc trước ở tại Hoa Sơn, Hồng Lão thì muốn đi dạy cháu đả cậu bổng pháp. Nhưng mà chỉ dạy chiêu thức chứ không dạy khẩu quyết. Vậy được. Bây giờ bá mẫu sẽ truyền thụ khẩu quyết cho cháu. Cháu thông minh như vậy nhất định sẽ hạ được Kim Lưu Pháp Dương. Nè, đã có bổng pháp chỉ truyền cho ban chủ của cái bang. Dạ đúng bá mẫu. Quá như thật sự không dám. Bây giờ là lúc khẩn cấp. Hơn nữa chỉ dạy khẩu quyết chứ không có dạy chiêu thức. Như vậy thì đâu có phạm ban quy. Tụi con hãy đánh vào một mình. Dạ. Đang điền dẫn khí, phong vũ luân chuyển. Quá nhiều, khẩu quyết đó đã nhớ hết rồi chưa? Nếu như mình để lão hòa thượng tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn sẽ xong vào đây.
Rồi ta sao còn trở lại? Nếu như trở về ta sao không được quá nhi về đây? Quá nhi đã không còn ở bên cạnh của ta, về cổ mộ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Trời đất bao la, kêu ta phải đi đâu đây? Nữa, nếu như người biết được nỗi khổ trong lòng của ta, vậy thì hãy trở về bên cạnh của Quá Nhi đi. Thank you.
cô nương, cô tỉnh rồi hả? Chỗ này là chỗ nào? Tại sao ta lại ở đây? Cô nương đừng có sợ, chỗ này là Tuyệt Tình Cốc. Tuyệt Tình Cốc? Đúng vậy, ba hôm trước tôi thấy cô nương thổ huyết ngã gục lại sơn cốc, cho nên đưa cô nương về đây đúng không? Nè nè nè, đa tạ lão tiền bối ra tay giúp đỡ. Không dám không dám, tôi là Phàn Nhất Ông, là quản gia của Tuyệt Tình Cốc. Người thật sự cứu cô nương chính là chủ nhân của chúng tôi, Công Tôn Cốc Chủ. Công Tôn Cốc Chủ? Đúng vậy, cốc chủ của chúng tôi thấy cô nương hôn mê bất tỉnh, cho nên đã dùng đơn dược nhiều năm tích luyện cho cô nương uống đó mà. Cuối cùng cô nương đã tỉnh lại rồi. Được lắm, được lắm. Nói như vậy, cái mạng này của tôi là do cốc chủ các người cứu lại. Cô nương nói đúng lắm, cốc chủ rất là quan tâm tới cô, đã nhiều lần tới đây thăm hỏi cô nương, thấy cô chưa tỉnh, ông ta rất là lo lắng lắm, kêu tôi lo lắng cho cô nương, không có được sơ hở. Phan quản gia, ba ngày qua ông và cốc chủ bận tâm nhiều, hôm nay tôi đã hoàn toàn bình phục, muốn tự dạy với cốc chủ, không biết có thể nào dẫn kiến không? Cô nương không cần phải vội vã rời khỏi chỗ này đâu, ở một thời gian ra đi cũng không muộn mà. Còn gì cô nương muốn gặp cốc chủ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa cô nương đi gặp. Vậy thì làm phiền ông. Cô nương đừng khách sáo mà, cô nương nghỉ ngơi đi ha, tôi đi ra ngoài lo công chuyện. Cốc chủ. Ông chính là Công Tôn Cốc Chủ đó hả? Đúng vậy, ông chính là chủ nhân của tôi, Công Tôn Cốc Chủ. Cô nương, thấy cô tỉnh dậy sắc mặt hồng hào, tôi yên tâm lắm. Đa tạ Cốc Chủ đã cứu chữa. Chuyện nhỏ mà để làm gì, cô nương đừng để trong lòng nha. Xin hỏi cô nương tên họ là gì, nhà ở chỗ nào? Tiểu nữ họ Liễu, người tỉnh Thiện Tây. Tên thì không có gì đáng nói. Thì ra là Liễu cô nương. Tôi đã làm phiền ở đây mấy ngày rồi, làm cho cốc chủ phải bận tâm. Bây giờ đã bình phục nên tới đây tự giải với cốc chủ. Liễu cô nương muốn ra đi? Cô muốn đi đâu? Tôi... Liễu cô nương, vết thương của cô còn chưa bình phục, hay là ở thêm vài ngày nữa đợi vết thương khỏe lại, ra đi cũng chưa muộn. Tôi chỉ đi ngang qua đây, cuối cùng thì cũng phải ra đi. Cho dù là khách cũng có duyên phận. Liễu cô nương, nếu như không phải cô bị thương ở ngoài bãi Hoa Tình, thì chúng ta đâu có dịp gặp được. Bãi Hoa Tình? Đúng vậy cô nương, cô nhất định sẽ thích chỗ đó. Chỗ này đây là bãi Hoa Tình. Những cái hoa đẹp này tại sao lại mọc một cách vô trật tự như vậy? Những tình hoa này chỉ có thể mọc được ở trong Tuyệt Tình Cốc mà thôi. Tình hoa, cái tên nghe hay quá. Cô nương à, cẩn thận, coi chừng có gai đó. Những cây gai này rất lợi hại, nếu như mà bất cẩn đâm trúng, 12 canh giờ không thể có ý nghĩa tương tư, bằng không đau đớn khó chịu lắm. 12 canh giờ không thể nhớ nhung, có chuyện lại như vậy sao? Đúng vậy, những cây gai ở trên này có độc, chất độc bình thường không có hại tới con người, nhưng mà những người một khi đã động tới tình dục sẽ làm cho máu trong cơ thể chạy nhanh hơn, đau khó lòng chịu nổi. Không lẽ đó là tình quả? Cô nương thật sáng mắt, đó chính là trái của tình hoa. Tình hoa đẹp tới như vậy, còn tình quả thì lại xấu xí. Chuyện ở trên đời thật làm cho người ta khó hiểu. Cô nương nói không sai, tình hoa không những khó quay, trái cây vừa chua vừa đắng, nhiều trái còn thúi nữa là khác.
Tình Hoa, Tình Hoa, Tình Quả. Những tình ái ở trên đời này cũng chỉ như vậy. Liễu cô nương nói thật sự rất đúng. Tôi chỉ là sẵn dịp nói ra thôi. Sẵn miệng nói ra cũng rất có lý. Thật ra Tình Hoa cũng giống như tình yêu vậy. Mới vừa ăn vào mùi vị rất ngọt, một thời gian sau lại đắng vô cùng. Chỉ có những người ăn vặt mới biết được cảm giác. Liễu cô nương, cô có sao không vậy? Liễu cô nương, có phải tôi đã thô lỗ nói sai lời, làm cô buồn hay không? Công tôn cốc chủ xin đừng tự trách. Chính tôi có lỗi, đã nhớ tới chuyện buồn, cho nên cầm lòng không nổi. Liễu cô nương, cô có chuyện đau buồn gì có thể nói cho tôi nghe đi. Biết đâu tôi có thể phân giải được. Đa tạ cốc chủ quan tâm. Quá khứ, nếu như đã qua rồi thì đừng nhắc tới nữa. Cô nương, đừng có suy nghĩ nhiều, hãy dưỡng sức tốt hơn. Chuyện đau buồn ở trong quá khứ cứ để cho nó đi đi. Nếu như cô nương không chê trách, hãy ở lại Tuyệt Tình Cốc sống những ngày bình thản vui vẻ. Ồ, xin lỗi nha. Thì ra chính cô đây đã cứu tôi. Cũng không phải cứu mạng của người đâu. Ta tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy hòa thượng quá đáng, giận ngươi thì lại bị thương, cho nên. Dù sao đi nữa, tôi phải cảm ơn cô. Dương đại ca, đừng có nói nhiều nữa, uống thuốc này trước đi. Bởi vì người tốt bụng không có nại cái mạng sống của mình để cứu người khác. Ta tình cờ đi ngang qua, chỉ góp chút công sức không có gì đâu. Cô định nói là bá mẫu của tôi hả? À nè, bá thế nào rồi? Không biết Quách bá mẫu của người thế nào nữa, mà là nói tiểu muội của ta là Lục vô sông đó. Lục cô nữa? Phải rồi, chính là vợ của người Lục vô sông. Anh à, cô ta thế nào? Cái chân của cổ đỡ nhiều chưa? Cảm ơn người hỏi thăm, nó không sao. Bằng không đâu có ra ngoài được. Vậy thì tốt. Cô nương, hóa ra cô chính là biểu tỷ của Lục vô sông. Tên họ là gì, xưng hô làm sao? Viên đại ca, đừng có hỏi này hỏi nọ nữa. Vết thương của người còn chưa có lành, tôi hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi nha. Hả? Nè.
tất tiến quân tử, dân hồ bất sĩ. Không lẽ quân tử trong bài thơ định nói gì ta? Cô nương, tiếng sáo cô nghe hay quá. Viên đại ca, có phải tiếng sáo của ta đã quấy nhiễu người nghỉ ngơi? Ồ, đâu phải. Nè, khí sắc của người ngày hôm nay khỏe hơn nhiều. Nhờ sự chăm sóc của cô mấy ngày qua. Viên đại ca lại nói vậy nữa. Không lẽ với hai chúng ta chỉ có những lời cảm kích thôi hay sao? Theo cô nói, vậy chúng ta cô có cái gì để nói nữa? Bởi miệng ra là gọi tôi bằng Dương đại ca, nhưng mà Dương đại ca tôi còn chưa biết cô nương đây tên họ là gì. Ta tên Trình Anh. Trình Anh. Vậy tôn sư là ai? Đào Hoa Đảo, Hoàng Đảo Chủ. Hoàng Đảo Chủ. Thật kinh, thật kinh. Chẳng trách gì võ công của cô khá quá. Người quá khen rồi. Thật ra ta chỉ là biến môn tiểu đệ tử của Hoàng Lão Chủ mà thôi. Cô nương, cô còn nhỏ như vậy mà là đệ tử của Hoàng Đạo Chủ, vậy tính theo gia giới của bá mẫu, như vậy gia giới của tôi nhỏ hơn cô nhiều ha. Cái đó mà ăn thua cái gì? Không lẽ để ý tới sự cao thấp của gia giới hay sao? Không phải, không phải. Thật ra cái điều mà tôi để ý là muốn nhìn mặt thật của cô đó mà. Cần gì phải xem? Cô nương, nếu như chúng ta có duyên quen nhau, vậy thì phải thành thật với nhau chứ, hả? Thật ra tôi thua lỗ quá. Trên cô đường, tôi chỉ đùa với cô mà thôi. Tôi đi. Mà giống như người vậy chứ. Trần cô nương. Trần cô nương à. Thật ra cô đẹp như vậy, tại sao phải đeo mặt nạ không gặp người ta? Đừng có nói nhiều nữa. Biểu tỷ. Hả? Vợ của tôi. Thằng ngu. Tại sao anh lại ở đây? Chết Trình. Biểu tỷ của mình đã cứu Huynh đó. Huynh giữ mình ở đây đã hết mấy ngày rồi. Vô xong, hả? Tại sao thần sắc lại hốt hoảng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mấy ngày qua tới đây rồi lại bỏ đi nữa? Mấy hôm trước em thì là buồn quá, cho nên ra ngoài đi một vòng. Không ngờ gặp phải hai đệ tử của cái bang. Họ cho biết Lục Gia Trang có anh hùng đại hội, cho nên em hiếu kỳ tới đó coi thôi. Không ngờ đi tới đó, ai cũng đã về hết trơn rồi. Con Nga đầu này, không nói một tiếng là bỏ đi, có biết là tao lo tới cỡ nào hay không? Biểu tỷ, em biết là chị lo cho em lắm, cho nên lập tức trở về đây nè. Nhưng không ngờ, ở trên đường đi, em đã nhìn thấy... Nhìn thấy cái gì? Thấy con ngựa của Lý Mặt Sầu. Lý Mặt Sầu? Đạo con kìa, tại sao có hồn ma lãng giảng? Em đã lấy võ công bí kiếp của bả, đương nhiên là không có tha cho em rồi. Giờ xong, người tốt xấu đó,
nếu như người gặp bả để xem còn sống trở về đây hay không. Chị à, bây giờ em phải tính làm sao đây? Nếu mà sao đã hỏi thăm tin tức của chúng ta ở dưới núi, lát nữa bà sẽ tìm tới đây đó. Về nhà rồi tính sao? Vô xong đừng có đi tới đi lui nữa. Ta đây không có ý kiến gì hết đâu. Chị à, chị còn nhớ ngày xưa Lý Mặc Sầu đã tới với cả gia đình của chúng ta vào lúc nào không? Lúc trời vừa sáng. Nhờ, vậy thì đúng rồi. Lý Mặc Sầu giết người lúc nào cũng chọn vào lúc trời sáng. Em lo là sáng ngày mai bà sẽ tới đây đó. Em nghĩ việc đã tới nước này, hay là chúng ta liều mạng với bà đi. Không, vết thương của Dương Đại Ca còn chưa lành hẳn, làm sao có thể để cho anh ấy bận tâm. Trương Quân Đông, đừng bao giờ nói như vậy. Sự thật là sự thật, chính ta đã cứu người, không thể liên lụy cho người đâu. Trương Quân Đông, bây giờ Lý Mặc Sầu sắp tìm tới đây rồi nè, mà còn dây dưa với nhau nữa, chúng ta phải làm thế nào đây? Nè bà vợ à, đừng có nóng ruột. Có tên ma đầu kia võ công cao cường, dù là không bị thương đi nữa, cả ba chúng ta không phải là đối thủ. Theo huynh nghĩ, thôi thì tam thập lục kế, tổ di thượng sách. Lý Mặc Sầu lưu tới như gió, vết thương của Dương Đại Ca còn chưa có lành hẳn, e rằng chúng ta sẽ bị bà ta đuổi kịp. Chị à, hay là vậy nhờ, chị về thằng Ngô đi về phía tây, còn em để cho Lý Mặc Sầu chạy theo về phía đông. Không, thôi thì hãy đi chung với Dương Đại Ca. Tại vì Lý Mặc Sầu không có thâm thù đại hận, cho dù có bị bà ta bắt, bà cũng không có giết ta đâu. Còn ngươi thì khác, vì biết kiếp võ công, bà nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Nè, về thằng Ngô này đi theo em càng nguy hiểm hơn, sẽ liên lụy tới ảnh đó. Đừng có gọi cùng gọi điên như vậy nữa, bộ không sợ Dương Đại Ca buồn hay sao? Ai kêu ảnh gọi em là vợ của ảnh? Nếu anh đã gọi ngươi là vợ thì phải đi chung với ảnh. Ờ, tôi nghĩ là hai người tạm thời nhà lánh mặt đi, chỗ này để tôi ứng phó cho. Không, vậy không được. Vậy cũng không được, kia cũng không được. Thôi thì chúng ta ở tại chỗ này, sẵn sàng chờ đợi nữ ma đầu. Chờ đợi ma đầu? Biểu tỷ, ý của chị là bà tra luận thạch trận đối phó với bà ta. Kỹ thuật bài trận tuy rằng không thể bằng sư tỷ Hoàng Dung, nhưng mà sự việc bây giờ đó là biện pháp duy nhất. Biểu tỷ, chị coi loạn thạch trận này có thể ứng phó nổi với Lý Mặc Sầu hay không? Loạn thạch trận này xem ra thô thiển lắm, nhưng mà có còn hơn không. Biểu tỷ, chị đã mệt rồi, từ lúc Lý Mặc Sầu còn chưa có tới đây, hãy về phòng nghỉ đi nha. Nè vợ à, hả? Nè vợ à, ở đây làm gì vậy? Biểu tỷ đã bố trí xong hết rồi, nhưng ngay cả chị cũng không có chắc chắn. Yên tâm đi,
Trí nhân sẽ có thiên tướng, được đừng lo nhiều quá. Nè, Trinh của Đương đâu? Xem ra Quỳnh hình như là rất quan tâm cho chị đó ha. Ồ, cổ là ân nhân cứu mạng của Quỳnh, Quỳnh lo cho cổ là điều đương nhiên thôi. Cho anh. Là gì vậy? Ngũ độc mật kiếp. Ừ. Đây là ngũ độc mật kiếp của sư phụ em. Em nói gạt bả, nói là sách này đã bị đệ tử của cái băng giật mất. Nếu như chút nữa bả tới đây, em không may rơi vào tay của bả, thì bả sẽ lục soát ra được đó. Thần ngu, cuốn sách này ra cho anh. Anh đọc qua một lần, sau khi nhớ kỹ rồi lập tức đốt bỏ nha. Biện pháp dùng quá nhiều điều rồi, hay gì thì này giờ à? Sao vậy? Không có gì. Thằng ngu, cái này ra cho anh. Anh nhớ cất nó trong mình nha, đừng có quên. Là gì vậy? Nếu như ngày nào đó anh rơi vào trong tay của nữ ma đầu, anh hãy trao cái này cho bả, thì bả sẽ không có giết anh đâu. Cái thằng nhỏ này đây, nếu như có thể cứu được mạng người, vậy thì mù giữ mình đi. Nó đối với em mà nói đó hoàn toàn vô dụng rồi, anh hãy cất kỹ đi. Anh phải nhớ kỹ, đừng nói cho biểu tỷ biết. Nói được. Nè, cái gì à? Trình của Nương. Dương đại ca, thạch trận mà muội đã bày ra ngoài cửa, e rằng không cản được nữ ma đầu. Trình của Nương, đừng có lo, có thạch trận cản nữ ma đầu lại, cho dù bà ta có xông vào, ta thì sẽ tự chiến với bà ta, có lẽ sẽ tìm được lối thoát. Ta và biểu muội có thù hận với nữ ma đầu, đâu có lẽ vận mạng đã ăn bài. Còn Dương đại ca đây, bỗng dưng bị chúng tôi liên lụy, kêu chúng tôi làm sao mà yên tâm đây. Trinh cô nương, quá lời rồi. Chúng ta có duyên mới quen biết nhau. Hơn nữa mạng của Dương quá này là do cô nương cứu. Trinh cô nương, Dương quá có một hồng nhan tri kỷ như vậy, cho dù là không ai chết và con nữ ma đầu đi nữa, quên cũng chết một cách yên thật. Dương đại ca, cái khăn này hãy cầm lấy đi. Nếu như nữ ma đầu muốn giết ngươi, thì ngươi hãy đưa cái khăn này cho bả. Cái khăn này phải cất cho thật kỹ, đừng để cho biểu muội của ta biết. Kỳ lạ, tại sao lại nói những lời tương tự như vậy? Dương đại ca, ngươi nói cái gì? Không có gì.
Huynh muốn biết là cái khăn này ở đâu mà có vậy? Có ý nghĩa gì đối với Lý Mặc Sầu? Cái khăn này đây là kỷ vật định tình mà ngày xưa Lý Mặc Sầu đã tặng cho Lục Triển Nguyên. Lục Triển Nguyên là ai vậy? Đó chính là bá phụ của Lục Biểu Muội. Lý Mặc Sầu đã thương ông ta, cứ bám lấy mãi. Không ngờ ông ta đã cưới vợ khác. Lý Mặc Sầu chịu không nổi sự đả kích này, đã thề rằng 10 năm sau trở về thanh toán. Vậy 10 năm sau Lý Mặc Sầu quả nhiên về tìm Lục Triển Nguyên hả? Đúng vậy. Nhưng mà Lục Triển Nguyên đã đi trước một bước. Trước khi ông chết, ông đã sợ liên lụy tới cả gia đình của em ông ấy. Vì vậy mới đưa cái khăn này cho em ông ta. Đó chính là dưỡng của ta. Huynh đã hiểu. Biển ở muội sợ muội và vô song cô nương bị Lý Mặc Sầu sát hại, cho nên xé cái khăn này ra làm hai mảnh, để cho Lý Mặc Sầu cũng hại các người. Nếu không như vậy, ồ không được, huynh càng không thể để mà lấy cái khăn này đâu. Tại sao vậy? Cái khăn này giống như là bùa hộ mạng, huynh làm sao thể nhận được chứ? Dương đại ca, nếu như ngươi xem ta là tri kỷ thì ngươi hãy mau nhận đi. Sư phụ đã tới. Tên A đầu kia, biết trước có ngày hôm nay, ta sẽ lấy mạng các người. Vẫn thế gian, tình di hà vật. Làm cho sống chết bên nhau. Thiên nam địa bắc, sông phi thấp. Lãng tế kỷ hồi hàng thủy. Quang lạc thứ. Cửu châu căn hữu, si nhi nữ. Kim nhật do dự. Lũ chạm đạt thành dân. Để ta xem hôm nay ta thu xếp các người thế nào. Sư phụ, bà chỉ tìm một mình tôi thôi, vô can tới họ, thay cho họ đi. Đúng vậy, ta chỉ cần tìm ngươi thôi. Ngũ độc mật kiếp ở chỗ nào, hãy mau trao ra cho ta. Người có lấy em cái gì đấy? Lỗ ba chủ hoàng băng chủ, đây là những người nhân nghĩa, lấy ta thử với nhà ngươi làm gì chứ? Họ đã truyền lệnh xuống dưới, tất cả đều phải có ba không được dỡ cuốn sách này. Đã trả lại ngũ độc mật kiếp cho ngươi rồi, còn muốn cái gì nữa? Ta còn muốn làm gì nữa hả? Đương nhiên là giết đi mấy cái mạng nhỏ của các người. Thôi đi, ba cái này đây, cái gì cầm lấy đi.
Các ngươi đừng tưởng có cái thằng này có thể cứu mạng được các ngươi hay sao? Nói cho các ngươi biết, ta không có bị lừa nữa đâu. Bao nhiêu năm qua ta bị gạt như vậy còn chưa đủ sao? Cười cái gì? Ba chúng tôi hôm nay chó chung với nhau, ở trên đường hoàng tuyền cười nói vui vẻ hạnh phúc cỡ nào so với nữ ma đầu ngươi hả? Cô đơn lẻ loi sống mình ở trên đời này có ý nghĩa gì nữa? Được lắm, ngày hôm nay là để cho các người biết rõ lợi hại của tiên tử ta. Ta cho các người biết lúc chết đau lòng nước ruột, chết không còn thay. Cô khùng, ta cần khắc hồn. Ta cần khắc hồn. Đã mới là khùng đó. Hỏi thế gian tình là cái gì? Cô khổ lẽ lời. Người lại, bắt ta đi. Ngày hôm nay ta sẽ cho các người biết tại. Chuyện bao đồng hả? Tiền thủ tướng, quý chỉ người ta quá với nhiều, bao nhiêu năm qua ở trong giang hồ bị lạm sát vô tội, tiếng xấu khắp nơi, quan như sư ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cho người tội nguyện, để người chết không ân hận. Sư phụ, đây là biểu muội được vô xong. Vô xong chào hoàng lễ tiền bối. Đây là Dương Quá. Có ma kìa. Đúng hồi chuyện là cha của nhà người vậy. Có ma. Chẳng thích gì đệ tử của ta vừa gặp người là sợ. Hoàng lễ tiền bối. Này, ở trên mình bị thương, khỏi cần thi lễ. Xem nhà người tuổi còn trẻ, lại không ngại bản thân của mình để cứu con gái và cháu ngoại của ta. Thật sự là một đứa trẻ hiếm có. Hoàng lễ tiền bối, đã gặp hỏi đám mẫu và quách cô nương chưa vậy hả? Họ bình an vô sự chứ? Họ vô sự, nhưng mà bây giờ ngươi có chuyện đó. Dạ đúng đó sư phụ, vết thương của Dương đại ca còn chưa có lành hẳn, lúc nãy đã bị nữ ma đầu đã thương ảnh nữa. Đưa hắn về căn nhà gỗ để ta chữa vết thương giùm cho. Đa tạ tiền bối. Khí sắc của nhà người đỡ nhiều lắm rồi. Đa tạ tiền bối, nhà công ty trị dùm cho nên làm nhanh như vậy. Đa tạ lão tiền bối. Được rồi, khỏi cần thi lễ nữa, uống giấy thuốc này đi. Người mở miệng ra là ngoại tình lão tiền bối, bộ ta già lắm sao? Già không già, cũng không già, hoàn toàn không già. Vậy chứ nhà người có biết người trong giang hồ gọi ta bằng gì không? Gọi tiền bối là Đào Hoa lão chủ. Còn gì nữa? Chàng thanh niên, có gì cứ nói đi. Không cần phải ấp úng như vậy. Đời của ta tung hoành thiên hạ, đi khắp giang hồ, ghét nhất là lễ giáo tập tục. Ta làm việc xưa này ngược đường ngược lối, cho nên người ta gọi tiền bối là đông tạt đó mà. Nhiều quá. Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, nhưng mà ta đã nghe những điều mà ngươi đã làm tại Lục Gia Trang. Và còn nữa, nghe nói là một người muốn cưới sư phụ của ngươi.
Có phải thật như vậy không? Dạ đúng vậy. Tôi và sư phụ tôi thương yêu lẫn nhau, muốn cưới của làm vợ, tại sao là không được? Những người khác không cho tôi làm như vậy, nhưng mà tôi nhất định phải cưới sư phụ làm vợ mới được. Có gì đâu mà cười hả? Tôi nghĩ rằng tiền bối được gọi là Đông Tà thì có thể là cao kiến hơn những người thường, nhưng mà không ngờ giống như những người thường vậy thôi, kỹ thuật giống họ. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Tất cả những gì người nói đều hợp ý của ta cả. Đêm hôm nay ta sẽ cùng những người uống vài ly cho vui. Đêm nay chúng ta có uống cho đã, nói cho đã nhỉ. Dạ được tiền bối ạ. Hôm nay Dương Quá sẽ cùng tiền bối không say không về. Được, giỏi cho cậu không say không về. Nghe nói năm xưa Quách Tĩnh đưa cháu đi toàn trần giáo học võ, cháu đã đánh đập sư phụ là Triệu Chí Kính. Tôi liền hỏi toàn trần giáo. Đúng vậy, cái tên đạo sĩ thối Triệu Chí Kính đó, từ lúc bước lên Trung Nam Sườn lại xem cháu như là gai trong mắt vậy. Còn cái mấy đệ tử kia muốn giết ra cho cháu nữa, cho nên là cho hắn đại học. Được, làm vậy rất là đúng lắm. Với cặp mắt của ta, tin chắc nhà người có thể có phái cổ mộ để mà lại ta làm thầy. Bỏ phái cổ mộ hả? Không được, không thể làm cho cô đau lòng được đâu. Này, tôi không phải muốn cưới tiểu lòng nữ làm vợ hay sao? Đúng vậy, trước tiên đừng nhận cổ làm thầy nữa, sau đó mới cưới được làm vợ. Như vậy phải là danh chính ngôn thuận sao? Hả? À, đây là biện pháp rất là hay ha. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Ai nói là thầy trò không thể trở nên vợ chồng hả? Đó là nguyên tắc ai đặt ra vậy? Nhiều quá tôi muốn có lòng vừa làm sư phụ, và vừa làm vợ nữa. Được, vậy lấy câu nói này, kính người một ly. Nè. Tiểu tử người, còn cái lối suy nghĩ như vậy, có thể nói là hơn ta rồi đó. Ý ta muốn nói là nhà người kế thừa y bác của ta, nhưng mà người không muốn làm đệ tử. Vậy thì thôi đi. Tiền bối à, tuy rằng chúng ta không có duyên làm thầy trò, nếu như tiền bối không có chê tôi quá trẻ, không có chê tôi võ thuật thô thiển, vậy thì chúng ta là bạn đi. Chúng ta kết nghĩa anh em. Cái gì? Kết nghĩa anh em? Nhà ngươi thật là to gan. Ta không phải là lão ngoan đồng châu bá thông đâu, tại sao không thể có những nguyên tắc như vậy đối với ta? Tiền bối à, ai là lão ngoan đồng châu bá thông vậy hả? Cái lão già đó là anh em kết nghĩa với Quách bá phủ nhà ngươi. Đấy, tôi còn muốn kết nghĩa anh em với ta. Chắc là người uống rượu say rồi. Ấy, nhưng mà tiền bối à, tiền bối nói là ghét nhất là lễ giáo tập tục mà. Đúng vậy. Vậy thì tại sao để ý đến ba cái chuyện nhỏ nhặt và giấy vậy hả? Xem ra hành động ăn nói không dứt khoát như là Dương Quá ta vậy. Được, nhà ngươi rất lệ làng, nói rất là có lý. Người bạn như là người ta lại quen chắc. Nè, tử phùng tri kỷ thiên bồ chiếu, hôm nay chúng ta không sai không gì. Liễu cô nương. Công tôn cốc chủ. Liễu cô nương, khí sắc của cô hôm nay được lắm. Đa tạ cốc chủ quan tâm và chăm sóc. Cô nương quá khách sáo, ngồi đi. Ở đây tuy mang tên là Tuyệt Tình Cốc, nhưng rất thích tất cả người khách tới đây. Quen được với Liễu cô nương, có thể nói là danh dự của công tôn chỉ. Cốc chủ quá lời. Phải rồi, mấy ngày làm phiền ở đi, còn chưa gặp mặt công tôn phu nhân. Vợ tôi đã qua đời nhiều năm rồi. Thật là thất lễ, lại khơi dậy nỗi đau buồn của cốc chủ. Liễu cô nương đừng có nghĩ như vậy. Cái chuyện ở trên đời không thể nào ngờ trước được. Nhớ năm xưa tôi và vợ của tôi quy ẩn ở đây, đúng ra muốn sống những ngày hạnh phúc. Không ngờ bà ta lại bạc số. Một cơn bệnh là đã lìa khỏi nhân gian. Mười mấy năm qua không có ngày nào không nghĩ tới bà. Vì vậy để tử thủ ở Tuyệt Tình Cốc này giống như là sống chung với bà ta vậy. Ân tình phu thê giữa cốc chủ và phu nhân khiến cho người ta cảm động.
Nhưng mà ngoài quản gia và người ở, các chủ không có người thân nào bên mình sao? Vợ của tôi để lại một đứa con gái, năm nay 16 tuổi, tên là Lục Ngạc. Tại sao không thấy Lục Ngạc cô nương? Mấy hôm trước lên núi hái thuốc, chưa có về. Hái thuốc? Cha con chúng tôi thường lên núi để hái thuốc, hái những loại thuốc quý mang về để luyện thành thuốc quần. Tuy rằng tốn sức tốn thời gian, nhưng mà loại thuốc đó công dụng viên miên, ít thọ trẻ mãi không già. Cha! Cha ạ! Cha! Ủa, vị cô nương này là ai vậy? Con à, đây là Liễu cô nương. Liễu cô nương có thể nói là khách quý đó. Liễu cô nương? Cô chính là Lục Ngạc cô nương. Tôi đi ngang qua chỗ này rồi bị thương, cũng may là được cốc chủ cứu giúp, đã làm phiền ở đây. Liễu cô nương à, đừng bao giờ nói như vậy. Tuyệt tình cốc chúng tôi lâu lắm không có khách tới thăm, có Liễu cô nương tới đây chúng tôi thật là vui lắm. Cha, cha phải giữ Liễu cô nương ở đây thêm một thời gian nữa để cho con có bạn. Được, cha sẽ nghe lời của con, nhưng không biết Liễu cô nương có nể mặt hay không. Liễu cô nương, cô nhất định chịu mà phải không? À, hay là để tôi gọi là Liễu tỷ tỷ đi nhờ. Gọi Liễu cô nương thấy xa lạ lắm. Tôi gọi Liễu tỷ tỷ có đồng ý là thỉnh cầu của muội muội hay không? Con à, được rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa. Ả đầu này tôi chịu tới hư luôn đó, không có nguyên tắc gì hết. Xin Liễu cô nương đừng có cười chê nha. Cha, cha đừng có chê con hoài. Con đây là núi hái thuốc, nhưng mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới cha. Cha xem nè, linh chi ngàn năm này là do con chỉ biết bao cực khổ mới kiếm về đây được. Con không sợ nguy hiểm, trèo lên vực thẳm mới có thể hái được đó. Đây thật sự là loại linh chi ngàn năm mới kiếm được. Con à, con mệt rồi đó, cha sẽ thưởng cho con nhiều hơn ha. Cảm ơn cha. Ngô Nhi, bây giờ cô ở đâu? Cô bất đắc dĩ phải về xa quá. Ngô có trách cô, có quán cô hay không? Thật ra, ở trong lòng của cô, người mà cô nhớ nhất, không muốn xa chính là quá đó. Liễu tỷ tỷ, muội mang cơm và đồ ăn tới cho tỷ tỷ. Cảm ơn Lục Ngạc cô nương. Liễu tỷ tỷ, nói như vậy thật là xa lạ. Muội đây đã bị mất mẹ, sống chung với cha. Muội đây sống những ngày cô khổ lạnh tanh. Ngày hôm nay có tỷ tỷ tới đây làm bạn với muội, ngày nào muội có nấu cơm cho tỷ tỷ ăn, chịu không? Khờ quá à. Dù sao thì tôi cũng là khách qua đường, trước sau gì cũng phải đi khỏi chỗ này. Tỷ tỷ, tỷ tỷ phải đi mới được sao? Có phải là muốn về nhà? Nhà ở đâu vậy? Tỷ tỷ, có phải là tỷ tỷ có tâm sự? Tôi không có gia đình. Nếu như không có gia đình thì cứ xem ở đây là nhà đi. Không thể được đâu. Tại sao vậy? Có phải là trong lòng tỷ tỷ nhớ người nào? Có phải tỷ tỷ rất muốn đi tìm người đó hay không? Không. Nếu như vô duyên, cho dù kiếm được, vậy thì sao? Chúng tôi đã tận duyên rồi, cho dù là có gặp lại cũng bị thêm nỗi buồn thôi. Vậy thì đừng có đau lòng nhưng nhớ nữa, hãy dưỡng sức của mình quan trọng hơn. Cho nên có câu, tự cổ đa tình chung di hận. Mười nghĩ tỷ tỷ hãy nên quên đi. Quên hắn hả? Suốt đời này tôi không quên được đâu. Lục Ngạc. Cha. Lục Ngạc, con mang đồ ăn cho Liễu cô nương đó hả? Dạ phải. Có Liễu cô nương làm bạn với con, từ nay con không có cô đơn nữa. Nhưng mà Liễu tỷ tỷ chờ biết, trước sau gì cũng lìa khỏi chỗ này. Cô nói với con như vậy à? Dạ đúng, chỉ chờ biết, dù sao chị cũng là khách qua đường, cuối cùng cũng phải ra đi. Tại sao lại khách qua đường? Chỉ cần có ta thích Tuyệt Tình Cốc, sẽ không lìa khỏi đâu. Cha nói gì vậy? Không có gì. Lục Ngạc, con hãy đi khuyên Liễu tỷ tỷ của con đi. Cha, đâu có phải là chuyện dễ. Xem ra Liễu tỷ tỷ có một cái khúc mắc ở trong lòng, không một a đầu vô tri giống như là con đây, làm sao có thể khuyên được chị? Con nói cô ta có khúc mắc ở trong lòng không thể mở ra được, chuyện đó như thế nào?
Trong lòng của Liễu tỷ tỷ nhớ tới một người, nhưng lại nói duyên phận đã tận đối với người đó rồi. Gặp nhau cũng chỉ bằng thừa thôi. Xem ra chị ấy đã dùng tâm sự của mình tận đáy lòng, một mình chịu dày dò đau khổ. Ồ, thì ra là như vậy. Ê, nè, nè, đừng có chạy. Con thỏ con à, đừng có chạy bậy nha. Cô cùng giận đó. Lại chạy mất tiêu rồi. Hả? 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 Con thỏ con. Ừ? Kế? Con thỏ con. Con thỏ con. Hey! Con thỏ con. Cô khùng, tới đưa người về nhà đi. Con thỏ con. Con thỏ con, cô khùng tới đưa người về nhà. Ơ? Nè, tôi là bạn thân của Giang Gia cô. Mấy ngày qua đã nhìn thấy cô được tự do. Thật sự đến tội đó mà, phải không? Vậy. Cô không à? Cô không, đừng có sợ nha, tôi không hại cô đâu. Hả? Để tôi biểu diễn cho cô qua cái này nha. Nè. Nhìn kỹ đi nha. Hả? À, thế nào? Hay quá. Được, dạy đi. Ê, nhưng mà phải hứa với ta trước. Hứa hả? Được rồi, hứa cái gì đây? Hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Nè, thí dụ như là, ngươi tên là gì? Cô khùng đó. Đơn giản vậy thôi. À, được, còn cái gì nữa? Để cô khùng mà tôi hỏi ngươi nghe, ngươi biết cha ta hả? Có phải không? Ờ, và người là ai vậy? Người mà có gương mặt, giống như là ta vậy đó. Ờ. Cô gọi hắn là Dương Quỳnh Đệ hả? Dương Quỳnh Đệ à. Đúng. Người thấy ông bị người ta dư chết có phải gì không? Ở tại chỗ nào? Người nào đi giết vậy? Cô không à, nói đi. Giữa đêm khuya trong miễu hoàng đó, rất nhiều con quạ. Quạ. Ông chết thế nào hả? Nói đi, chết như thế nào? Cô không là hết với đất ca. Nè, nói đi, nè, cô không à, nói đi. Tình với đất ca. Ê, cô không kìa. Ê, với đất ca. Tên là cô không à. Nè, ca từ đó rồi hả? Ca ở đây nữa hả? Tôi đưa cô cùng đi bắt họ. Ồ, thỏ của cô cùng chạy mất rồi. Cô cùng đi tìm thỏ con nha. Con thỏ con. Chúng ta hãy về mau đi. Chuyện gì? Sư phụ căn dặn hết tìm người về ngay, vì nữ ma đầu còn lãng vãng trong núi này đó. Phải đi. Đầu ở trong đó. Dạ dạ, coi kìa. Đạo hoa đạo chủ, đệ tử rất nhiều, 5 người đánh 1, giang hồ cường triều. Tiền bối à, nếu mà đầu này thì không hết quá. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Biểu tỷ, thằng ngu, 3 người chúng ta hãy vào trong thí mạng với hắn đi. Ngày hôm nay nhất định phải trả thù cho cha mẹ của em. Cô đã, các người đừng nông nổi thành đồn. Nữ ma đầu này ở ngoài không đi là muốn tìm cơ hội lấy mạng các người được. Nữ ma đầu, thế ra đây chịu chết đi. Súc sinh, hôm nay người to gan quá. Có phải
phải là hoàng lão tà đứng phía sau nhà ngươi. Giết mạng của ngươi rất là dễ dàng, nhưng mà làm mất đi danh tiếng của hoàng lão chủ tiền bối đó là chuyện lớn. Mày nói vậy là gì hả? Dừng quá, người xưa này không phải là thông minh lanh lợi hay sao? Không lẽ ngươi không có hiểu rõ hoàng lão tiền bối ỷ đồng hiếp yếu là có chuyện mất mặt lắm hay sao? Cái chuyện này mà loan truyền ra ngoài để cho mọi người trong thiên hạ đều biết, sẽ mất đi cái thân phận của hoàng lão tiền bối. Ngày hôm nay đưa theo mấy đệ tử tới lấy mạng của Lý Mặt Sầu ta. Xích Lụy tiên tử, nếu như ta muốn lấy mạng nhà người, cần phải lao sự động chúng. Ngươi thật là thông minh, biết rõ con người của ta thì nó không bao giờ ỷ đồng hiếp yếu. Cho nên dùng phương pháp này để đối phó hắn, muốn thoát khỏi kiếp số ngày nay. Mày đi. Sư phụ không sao chứ? Ta đương nhiên không sao. Ta đã biết trước cái chiêu này có thể đối phó với hoàng lão ta, cho nên sư phụ đã kêu đệ tử đi chỗ khác. Đúng vậy, ỷ năm đánh một, hoàng lão ta không có dám mang cái tiếng đó đâu. Hoàng lão tà chỉ được có mấy người đại tới, tại sao không có thấy sư thúc? Cần gì phải nói, sư thúc nhà ngươi là người đàn bà ngu nhất thời nhất ở trên đời này. Những con quả trên đời đều đen cả, Dương Quá cũng không có ngoại lệ. Ngày hôm nay ở bên mình hắn không phải là sư muội của ngươi và cái cô họ Trình kia hay sao? Làm sao còn nhớ tới sư thúc của ngươi nữa? Đời của ta ghét nhất là những kẻ bạc tình. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ cho hắn một bài học. Tiền bối à, có Lâm Thượng sao? Nếu mà đầu kia thật là khả ố, cách chúng ta ỷ năm lên nguồn. Tiền bối à, tiền bối dùng nội công chữa bệnh cho quá nhì, bây giờ lên lại rồi. Còn mấy tối đó ác bá cho bà ta một phen. Thứ nhất, đòi lại lẽ phải cho cô lòng. Thứ hai, còn phải trút dần cho tiền bối. Không ngờ tiểu tử tự tin quá hả? Nhưng mà ngươi phải biết rõ, võ công lợi hại nhất Lý Mặt Sầu là cái gì? Nghe nói là ngũ độc phần trưởng và võ công ở trên cây phất trần. Đúng vậy, đúng ra võ công hiện nay của nhà người muốn phá cái nghề của bà không còn bao lâu đâu. Thật à? Ừ, ta có thể dạy cho người đàn chỉ thần công, có thể khắc chế được ngũ độc phần trưởng. Ngoài ra dạy cho nhà người một môn kiếm pháp có thể phá được phất trần. Đệ tử bái kiến sư phụ. Vậy vậy không muốn nhà người khó xử khi mà giao đấu với nữ ma đâu. Ngươi là đệ tử của ta, ngoài cái điều đó người sẽ bản của ta. Đa tạ sư phụ, quá nhiều có thể có được người bạn giống như là ông, thật sự quá may mắn. Nè, bây giờ ta sẽ tuyên thủ cho dạng người. Dường quá phải học cho thật kỹ nha. Dạ sư phụ. Được hai chỗ tinh xảo nhất của hai môn võ công này. Tuy nhiên, nếu như muốn ăn chắc thì cần phải luyện tập 3 năm.
Nếu mà nói vậy, muốn đối phó ngay từ nửa ma đầu còn chưa đủ sức sao? Bà nằm thoáng một cái xem qua. Tới lúc đó đã luyện được võ công cao siêu, còn chưa dự ý sao? Ồ, không phải là vì bản thân đâu. Cái đó thì hiểu rõ. 3 năm sau họ giết chết tên nữ ma đầu này để mà trút giận giùm ta. Dường quá, hai chúng ta có thể nói là càng đảm tương chiếu. Cho dù là thiên ngà cách biệt, sau này nếu ta biết được có người nào ngăn cản việc hôn nhân giữa ngươi và Tiểu Long nữa, cho dù ta ngoài ngàn dặm đi nữa, ta sẽ trở về để giúp truy nhận ngươi một tay. Sư phụ, ông thật sự muốn đi sao? Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Mới vừa quen nhau đã phải chia cách, lần sau gặp lại không biết phải đợi tới ngày nào tháng nào. Đau buồn quá làm cái gì chứ hả? Hai chúng ta kể như là người có duyên, nhất định là có ngày gặp lại mà thôi. Bảo trọng, ta đi nha. Sư phụ, tự mình bảo trọng. Thằng ngu, thức dậy đi, em vừa mới thức dậy thấy có 4 cái dấu tài máu. Hả? Nói gì? Xem ra nữ ma đầu biết Hoàng lão tiền bối đã bỏ đi, cho nên mới tới đây để đối phó với chúng ta. Nguy rồi, cô cũng lấy đi mất, tìm mãi cũng không có thấy đồng tích của cổ, không biết có bị nữ ma đầu bắt đi hay không nữa. Không được, cô cũng không thể có chuyện, chúng ta đi kiếm đi. Cô Phong à! Chuyện của nữ ma đầu. Cửu Hoa Ngọc là hoàng này đây, hy vọng có thể chữa được nội thương cho cô khùng. Nè, cô khùng. Cô khùng à, tới lại đi. Cô khùng à. Nghe thằng ngu à, ở trong ngũ độc biết kiếm có ghi cách để trị liệu cho ngũ độc thần chuyển hay không? Quân còn nhớ cách trị độc của ngũ độc thần chuyển. Nè, nếu quân nhận công, đã thông huyệt đạo. Nếu mà đầu dùng cái pháp trận để làm vũ khí mềm chuyển, nhưng mà sử dụng xuất quỷ nhập thần, cho dù là bá đao bá kiếm cũng không làm gì được đâu. Phải dùng cái kéo mới có thể cắt được bả. Nếu cắt được thì tốt. Thằng ngu, anh nói thì là đúng lắm. Hay là chúng ta đi kiếm một cái kéo thật lớn đi. Cách đây 7-8 dặm đường có một tiệm rèn, chúng ta đi nhờ thợ rèn rèn một cái kéo thật lớn nha. Thời gian ngắn ngủi, kéo rèn bên khí không phải là chuyện dễ đâu. Sư phụ có dạy ngầm được kiếm pháp. Cái đó dễ luyện mà, mình thử. Vậy mình đừng có chậm trễ nữa, lên đường đi. Được. Ở phía trước kìa. Khách quan, xin hỏi ông ta về có nhà không vậy? Khách quan có gì căn dặn? Ai là ông thầy đang hầu phung? Hãy đứng ra cho cái lệnh.
chính là tôi đây. Quan hạ lệnh, tất cả thầy rèn trong vòng 3 ngày phải tới huyện thành để làm việc cho huyện quan. Ra lệnh cho ngươi, ngày mai phải tới trình diễn ở huyện thành. Tôi đây lớn tuổi rồi, e rằng. Đừng nói nhiều, ngày mai không tới mất đầu nữa nha. Mình về. Mấy tên lực chó này, sao hiếp người ta có vậy hả? Phụ sư phụ, ông đã từng tuổi này rồi, hành động là bất tiện nữa. Kêu ông tới trại lính Mông Cổ, không phải tới đó để chết hay sao? Nè, số bạc này, hãy cầm lấy về thoát thân đi. Đa tạ cô được giúp đỡ. Tôi đã tận tuổi này rồi, sống chết không van thua gì đâu. Nhưng khổ nói hàng vạn sinh linh ở tại Giang Nam sẽ chịu khổ. Tại sao vậy? Nguyên soái Mông Cổ trưng triệu thợ rèn, đương nhiên muốn rèn vũ khí. Nhưng mà trong quân đội Mông Cổ xưa nay binh khí rất dồi dào, bây giờ muốn rèn thêm vũ khí, dĩ nhiên muốn tấn công vào Nam Triệu. À nè, ba người muốn rèn cái gì đây? Chúng tôi muốn rèn cái chế thành lượng dài khoảng 2 thước, chuyên môn dùng cắt những đồ mình. Không biết sư phụ nên anh thế rèn được hay không anh? Để tôi cố rèn hết sức. Sao mới vừa ngủ thôi.